Ok, hello anh em nha. Hôm nay tao giới thiệu cho anh em mình cách sử dụng cái bộ điều khiển từ xa 4 ngõ ra qua app điện thoại là Tuya Smart Life ha. Cái bộ này có đặc điểm của nó là xoay điện áp là 7V tới 32V. Nếu cắp qua cổng USB thì anh em mình cắm qua cổng USB mini chỗ này. Đây là bốn phím chức năng để điều khiển 4 ngõ ra, có relay đây. Ngõ ra đây là relay hở nha. Các bạn có thể dùng điện DC hoặc AC cắp đầu vào thì nó sẽ cho điện đầu ra của mọi tương ứng với mỗi cái relay. Rồi đây là cái phím reset, phím ở giữa này là phím reset ha. Và có cái thanh đây, nó có cái năm cái chân trên đây là để chúng ta có thể nối mở rộng ra cho cái nút điều khiển. Chúng ta có thể dùng cái nút điều khiển, nút nhấn bên ngoài cũng được. Đèn nhấp nháy đây là đang nhấp nháy tín hiệu chờ ghép nối thiết bị ha, chờ ghép nối với cái app Tuya Smart Life. Rồi tương ứng đây thì chúng ta có những cái đèn dành cho những cái gọi là những cái ngõ ra. Trước khi thêm thiết bị thì anh em mình phải chú ý là bật cái định vị lên nè, bật cái định vị lên điện thoại nè, bật wifi lên ha. Rồi có một số trường hợp chúng ta cần phải bật bluetooth lên cho một số loại bo mà nó cần bluetooth để ghép nối. Rồi sau khi bật xong định vị xong thì mình quay trở lại màn hình ha, bấm vào dấu cộng nha, bấm vào dấu cộng, bấm thêm thiết bị, thêm thiết bị thì chúng ta sẽ chọn, có thể là nó sẽ tự động scan, tự động tìm nè. À, để mình chọn đấy, nó tự động nó tìm hoặc chúng ta có thể thêm thủ công. Ở đây nó tự động nó tìm và nó tìm ra một thiết bị nằm ở đây rồi nè ha. Chúng ta có thể bấm nút add để thêm vào, hoặc là các bạn nếu chưa tìm thấy thì các bạn chờ một tí nữa nó sẽ tự động dò ha. Nhưng với điều kiện là trạng thái thiết bị của bạn đang ở trạng thái reset, tức là đèn nhấp nháy nhanh thế này nè, nhấp nháy 2 lần trong 1 giây. Nếu mà trạng thái đèn chưa nhấp nháy thế này á, khi mua về chưa nhấp nháy thì các bạn bấm nút giữ nút nút reset này nè, bấm giữ khoảng 5 giây cho khi đèn nhấp nháy nha. Nhấp nháy đúng trạng thái này thì mới có thể ghép nối được, bạn chú ý ha. Rồi nếu chưa có thiết bị, bạn vào thiết bị cái danh mục nè, vào cổng nè, vào khác nè đấy, thì các bạn sẽ dò tìm. Ok ha. Rồi thêm thiết bị. Rồi bây giờ đang dò nè, nó dò ra ha, chúng ta bấm nút add thôi, bấm nút add thì nó sẽ thêm vào. Đây là có thành trạng thái nó đang quay tròn này, để nó thêm thiết bị vào này. Bạn chỉ có chờ cho đến khi quay tròn xong ha. À, nó quay tròn xong nó tích dấu ok nè. Trong khi khi ghép nối xong thì cái đèn wifi, xin lỗi, cái đèn tín hiệu đây nó không nhấp nháy nữa ha. Tiếp theo, bấm tiếp theo. Rồi, chúng ta bấm hoàn tất. Ok, nó đã thêm cái thiết bị vào danh sách chúng ta nè. Chúng ta thay đổi tên thiết bị trên đây nha. Đây, đổi chỗ cây viết này nè, đổi cái tên. Dù trước đó mình có cài trước đó thử rồi thì mình ghi là bóng cổng hơn thiết bị, ví dụ đèn chẳng hạn ha, đèn. Rồi mình lưu lại. Rồi địa điểm mình có thể ghi là địa điểm chỗ nào đó. Rồi, xin lỗi, địa điểm không có phòng, vui lòng thêm phòng trước. À, chúng ta có thể thêm vào các địa điểm trong nhà, ví dụ thế, đèn phòng khách, đèn phòng ngủ, không phân đèn hành lang, thì chúng ta sẽ chọn cái khu vực trước chúng ta thêm trước. Rồi bây giờ nha, chúng ta bật cái đèn này lên nè. À, xin lỗi, quay trở lại. Chúng ta hơi bật tắt nè. Đấy, bật tắt ha. Rồi on tất cả nè, on ha, off ha. Rồi một điều quan trọng chỗ này, chúng ta có thể vào mục setting nè. Mục setting nó cho chúng ta rất là nhiều cái cài đặt bên trong này nè, mình sẽ giới thiệu qua. Đây nó có những mục cài đặt đây, state off, state là on, tức là khi chúng ta bật điện lên đó, thì nó sẽ thiết bị chúng ta sẽ ở trạng thái off hay trạng thái on. Đấy, thì tâm để là off ha. Rồi nó có nhớ nhớ cái trạng thái trước đó hay không. Nếu chúng ta muốn nhớ trạng thái trước khi mất điện đó, thì chúng ta sẽ chọn state memory chỗ này. Ok nha, thế nên mình sẽ tùy chọn chỗ đó. Rồi một tùy chọn tiếp theo nữa, quick time setting nè. Quick time setting thì chỗ này nó cho chúng ta là cái đổi trạng thái hay là trạng thái sao ta, luân phiên hay là khóa chéo, vân vân. Hiện ta đang ở trạng thái là button switch ha, không thử nha. Rồi đây nó có phần interlock này, các bạn sẽ bật cái này thử đi, chúng ta sẽ thấy. Ví dụ chúng ta bật từng tự bốn một trong bốn cái này, ví dụ cái A đang bật ha, thì chúng ta bật cái B thì cái A nó sẽ tắt. Rồi bật cái C là cái thứ ba đây, thì cái thứ hai cái B này sẽ tắt. À, này là đang là luân phiên ha. Trong một thời điểm chỉ có một thiết bị hoạt động thôi, hoặc là chúng ta chọn một chế độ khác, chọn
Đây là đang ở interlock ha, interlock à. Tâm bỏ cái interlock này ra đi. Interlock là khóa chéo lẫn nhau á. Xeo lại ha. À, các bạn để ý tâm làm. Bây giờ bấm nút số 2, nút số 3, nút số 4, nó sáng hết bốn đèn ha, nó khác nhau rồi đó. Thì cái việc mà chúng ta cài đặt ở trong cái phần mềm này, phần interlock này nó. Bây giờ interlock số 2, số 3, số 1, số 2 thôi. Bạn nhìn thấy sự khác biệt nè. Chúng ta tắt hết đi ha, bật lại một rồi. Hai nè. Ê, xin lỗi, chưa chưa lưu lại. Chưa lưu lại. À, lưu lại ha. Bật số 1 nè. Bật số 2, cái số 1 tắt ha. Trong đó bật số 3, số 4 vẫn bình thường. Interlock tức là khóa chéo bên trong đó mà. Chúng ta có thể thêm cái interlock số số 2 với số 3 luôn. Thử xem thế nào, nó lưu lại ha. À, conflict là không được ha. Rồi. Interlock một cái switch 1 ha. 1 với 4 chẳng hạn đi. 1 với 4 và 2 với 3. 1 nè, 4 nè, cái 1 tắt ha. 2 bật nè. Bật cái 3 cái số 2 tắt. Đó là phần interlock nó cho chúng ta sẽ cài đặt trong cái ngay trong phần mềm luôn. Rất là tiện luôn ha. Rồi, cái remote nè, phần tiếp theo rất là quan trọng luôn đó, phần remote.